Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Anime Defender vừa tung ra cập nhật thứ tư vào tối ngày hôm qua. Và theo như developer nói, cập nhật này hướng tới những người chơi free-to-play F2P, tạm dịch, chơi chay không nạp tiền. Tức là họ muốn tri ân các bạn, muốn quan tâm đến những người chơi mà không có điều kiện nạp, để xem là có đúng như vậy hay không. Thì tới thời điểm bây giờ, nhiều người vẫn còn định kiến, vẫn còn suy nghĩ tiêu cực về việc nạp tiền vào game. Bạn nạp hay không là quyền của bạn. Nhưng mà một con game muốn phát triển được, muốn duy trì nè, trả lương nhân viên nè, thì họ phải có những biện pháp, những cách thức để khiến bạn nạp tiền vào game chứ, đúng không? Do đó mình nghĩ nạp tiền là một việc chính đáng, không gì xấu hết trơn. Cập nhật này sẽ cân bằng lại Hall of Mirror, một chế độ chơi mới. Chúng ta sẽ có bốn cái độ khó: Easy, Normal, Hard và Nightmare. Theo cơ chế cũ, chúng ta chơi Nightmare Mode, chế độ khó cuối cùng nè, gọi là siêu khó luôn. Mới có cơ hội khi mà win á, kiếm được một cái đơn vị gọi là Wish để quay những con Illusio. Thì ngày hôm nay nó chia làm hai cái các bạn, Divine Wish và Wish. Divine Wish, cái này có thể kiếm và trading được, mua bán trao đổi. Còn cái Wish này, nó không thể trao đổi được. Và trong quá trình các bạn chơi game gọi là free to play á, chúng ta sẽ kiếm được cái Wish này. Cái Wish không trao đổi được, còn Divine Wish vẫn kiếm được trong game thông qua một số cách. Divine Wish nó xịn sò hơn, cho nên phần trăm các bạn ra được những con vest, à những con unit Lucio, nó sẽ cao hơn, 0.3, 1.5. Còn cái Wish bình thường là 0.1, 0.7, thấp hơn đúng không? Và thông tin tiếp theo của việc rework là giảm thời gian chơi, thời gian sinh tồn của mình á, từ 30 phút về còn 20 phút. Và cơ hội crop được trong những chế độ chơi bình thường, bây giờ Normal là 5%, Hard là 8%, Nightmare Mode là 15%. Không độc tôn như cái Nightmare Mode như hồi trước nữa. Tiếp theo là xuất hiện Battle Pass, mùa 1. Chúng ta sẽ có tất cả là 50 tier, có Pre và Premium. Đấy, như mình nói ở đầu video, người nạp tiền sẽ có quyền lợi nhiều hơn. Cái này khỏi so đo đi các bạn. Còn nếu không thì bạn vẫn có được 50 phần thưởng của dòng bên trên nè, dòng free nè, có gem, có trade. Đây cái wish nè mọi người. Cấp độ 5 mình sẽ có 2 nè. Cũng như là tier 30 chúng ta sẽ có là mini luck potion. Thì cái này là một cái tạm thời để tăng may mắn cho người chơi. Thay vì các bạn phải dùng robot, hãy hỗ trợ người chơi free to play. Thay vì dùng 99 robot nói cho mình lucky trong một tiếng, thì bây giờ chúng ta sẽ có là mini luck, xài trong thời gian nhất định, 10 phút hay 5 phút gì đó. Lên tier 49 chúng ta sẽ có Divine Wish, cái này trading được. Tier 50 là một mythic mới đúng không? Princess Swordmaster. Còn này như chưa thấy trong game nè. Còn bạn có Premium thì sẽ có Shiny. Bổ sung một cái nhiệm vụ của Battle Pass, reset mỗi ngày luôn nha. Nó cho mình một cái khiên, đây là khiên kinh nghiệm nè. Cày từ từ lên tier 50. Mình đoán là một cái season này sẽ khoảng một tháng. Rồi và tiếp tục hỗ trợ những người chơi pay to win, những người có tiền nữa các bạn, là skip level, 999 Robux cho 10 level. Thì cái Premium và cái Battle Pass này cũng có thể tặng người chơi khác. Nghĩa là khi bạn mua, nó là một cái item. Và item này các bạn thể bán bằng gem ấy. Và những người chơi free to play có thể dùng mấy chục ngàn gem, mấy trăm ngàn gem, không biết thị trường bao nhiêu, dùng cái việc cây giấy của mình để mua những cái pass. Bắt đầu xuất hiện cái ý nghĩa free to play rồi. Thêm portal, cái này hình như là một cái chế độ chơi mới hay sao ấy, mình chưa có được các bạn, để video sau mình test. Thêm 15 portal gồm 3 loại khác nhau. Trong mỗi cái loại portal đó sẽ có 3 cái con secret, gọi là secret portal unit và non-tradable unit secret mới nhưng mà không trade được. Portal group trong chế độ infinite mode. Asian Dragon Portal nè, rare nè, Asian Dragon Portal Epic nè, để lại crop là 30%, 15%, chỉ có thể kiếm được khi mà bạn chơi chế độ Infinite Mode. Cái người mà mở cánh cổng này sẽ có tỷ lệ crop đồ nó xịn sò hơn. Như vậy hình như chúng ta không trade được cái Portal crop, nhưng mà mình mở cổng thì những người khác tham gia cùng mình được. Một cái boost mới, tên là Spirit, nó sẽ nằm bên cái phần Summon nè. Hồi nãy bạn thấy mình có cái Spirit Orb đúng không? Dùng để attack, tức là gắn vào con dưới của mình thêm một chỉ số, giống như là cái trade vậy á. Có 16 cái, tỷ lệ phần trăm cũng sẽ khác nhau. Tăng đam cho boss thêm 50%, stun tất cả những enemy trong 4 giây, 30 giây cooldown. Khi bạn sử dụng những cái spirit này cũng nên cân nhắc mình phối hợp với những con unit nào để cho hiệu quả là cao nhất ấy. Thì hồi nãy mình đã test một con rồi các bạn, Black Dragon God nè, đang có một cái spirit ha, Sack Spirit, tỷ lệ xuất hiện của nó 4%, gây thêm 30% đam khi mà không có những con unit nào trong cái rank của nó. Các bạn kiếm một vị trí, đặt con unit này ra mà trong phạm vi tấn công của nó không có con unit khác đặt bên trong nó đấy, thì sẽ được bonus nó thêm 30% đam. Chúng ta sẽ có hai cái lưu ý về cái chức năng này. Cái đầu tiên, con unit mà có spirit sẽ không trade được, gắn nó vào là không trade được trừ khi bạn remove thôi. Và cái thứ hai, đôi khi các bạn summon tốn một cái spirit nhưng mà nó không hề có một cái chức năng nào hết, kiểu bị fail ấy. Nãy mình có hai cục, cái cục đầu tiên mình fail đó các bạn. Thêm gift game pass, thêm gift battle pass. Như vậy kể từ cập nhật 4 từ game Anime Defender đã có thể triển khai dịch vụ mua game pass nếu bạn muốn. Cập nhật 4 này khiến cho việc kiếm gem nó dễ dàng hơn, có nhiều cách kiếm gem hơn nè các bạn. Mình thấy bây giờ các bạn cầm 10.000 gem, 20.000 gem trong game như mũi vậy á. PvP game pass 250.000 gem, Divine Wish khoảng tầm 39.000 gem. Rồi để xem là nhiệm vụ battle pass mình còn gì không. Clear grade 2 lần, mình đi 1/2 rồi, chiến đấu với người chơi khác trong 25 ways, survive 20 phút trong cái Hall of Mirror. Red đang mở các bạn, đi red cho bạn coi. Bữa trước mình đã đi red 2 rồi, hôm nay mình sẽ đi red 1 nha. Red 1 nó cho chúng ta cơ hội xuất hiện con Beer King nè, 1.5% drop. Hồi trước cái red này khá là khó, cho chúng ta chưa có nhiều cái con unit mạnh á. Chúng ta sẽ đặt ra Gojo Awakening, rất là xịn sò con bò luôn. Con này mua các bạn,
Chứ đợi đầu mình mở ra 3.4 cooldown 21.000 đam cấp 70 ha. Chức năng Almighty. Các nhân quay đầu tiên quan trọng nhất vẫn là tiền. Ở đây mình xài cái con Pink Demon Maze nè. Bơm tiền không nhiều, nhưng mà cái skill của nó ha, sau capture gọi là bắt giữ linh hồn và sẽ bonus số tiền, cũng như làm stun quái, đóng băng những con quái. Và đây là Pink Rockstar, thuần bơm tiền và boost về đam. Hôm nay phần hiển thị nó cũng khác khác đó bạn. Mình thấy là 57.000 đam cộng 11.500 đam, nó clear hơn ấy, rõ ràng hơn. Tức là khi bạn có tác động gì đó về đam, về cooldown thì nó sẽ thêm một cái dòng để hiển thị cho mình rõ ràng, nhìn nó trực quan hơn nhiều. Rồi đây là quay thứ 17, mình đã bán được con Pink Rockstar cộng 7.000 tiền mỗi quay. Phía trên này là con Pink Demon Maze, cũng má luôn nè các bạn. Để coi cái skill của nó được nhiêu tiền nha. Hút vô 5.800 tiền. Ok. Tức là bên cạnh nâng cấp cuối cùng 580 tiền mỗi wave thì nó sẽ cho chúng ta thêm 5.800 tiền từ cái skill. Cái skill bắt giữ linh hồn đó nè. Rồi nâng cấp Gojo lên 6.000, 7.000, 8.500. Cấp thứ 9 thì AOE nó vẫn là đường thẳng à. Nhưng mà lên nâng cấp cuối cùng, AOE của Gojo là 360 độ, 129.000 đam và cộng thêm 25.000 đam từ Bushido Rock. 25.000 đam là con số cực kỳ khủng nha. Mấy con mất tích nhiều khi nó không được 25.000 đam nữa. Nâng cấp Gojo nè, 13.000 tiền, 14.000 tiền, má luôn. Đúng là cái việc bóp tiền của con Pink Rockstar với lại con Pink Demon Maze khá là mạnh ha. Mình sẽ quay trở lại với quay 25. Đây là quay cuối cùng nha các bạn. Nhận ra con Flame Dragon God này khá là mạnh đấy. Hôm trước mình có làm một video đi Red 2 với con Flame Dragon God. Nó mém win các bạn. Với Flame Dragon God đặt tối đa 4 con. Thiết nghĩ là nếu mà chúng ta kết hợp với những con như là Slowwind nè, Stun nè, rồi bóp về rank, bóp về dam nè, nhiều khi win ấy, có 873.000 máu, Godly Armor. Chúng ta có một con tùy tùng, chưa kịp nhìn nữa chết rồi, khoảng tầm 400.000 máu. Game này nó không có thời gian á, mình nghĩ lên cho một cái đồng hồ để chúng ta quan sát được là bao nhiêu phút đã trôi qua rồi. 16 phút 59 giây các bạn, và chúng ta được 45 cái red. Đồng thời mình cũng sẽ xong luôn cái Battle Pass, được 1.800 kinh nghiệm, lên được một rank nữa, có 2 wish. Ok, mở luôn, Shadow Dragon, Legend Commander, mở. Còn gì đây? Legend Veteran. Con này bây giờ khoảng tầm 4.000 gem mày, giá min luôn á. Lượt thứ hai lại là nó. Thì đó là dùng video này, cập nhật thứ tư của từ game Anime Defender, cập nhật hướng tới free to play, những người chơi chay. Hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.